kêu đi bà nội đi ra ngoài mã lấy cha con gì à, đang ngủ với con. Dạ chào cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Và hiện tại thì em đang có mặt ở ấp Phương Hòa 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay là em quay trở lại cái hoàn cảnh của anh Lĩnh, 37 tuổi, trên đường đi mua ba con cua về cho ba đứa nhỏ, ba đứa con ăn. Nhưng không may là anh bị tai nạn xe lớn tông trên đường quốc lộ thì mất ngay tại chỗ, và được cơ quan chức năng cũng thông báo về gia đình. Vợ chồng anh Lĩnh thôi nhau cách nay đã 4 năm, một mình anh là nuôi ba đứa con và mẹ già. Thì không may là cái tai nạn ập đến, anh đã mất và để lại ba đứa con. Hiện tại là bà lão đang chăm sóc. Sau khi mà tang lễ đã xong thì ngày hôm nay là tụi em quay trở lại đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà lão và ba đứa cháu coi như thế nào. Sẵn tiện đó thì anh em cũng gửi những cái phần quà, những cái tình thương của quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân gửi cho gia đình. Có nhạc nha. Có nhạc. Thì chắc ồn lắm á. Thì đang bên kia đang ca. Con chào bà nha bà. Chào bà. Chào mấy chú. Dạ. Bà khỏe không? Khỏe. Rồi, thương bà không? Nghe nói là bà xỉu hả? Sao vậy? Mệt á, ngày không được khỏe thì nó xỉu, không biết sao. Đi khám về bác sĩ nói sao? Tụt canxi. Tụt canxi. Ồ, chắc mấy hôm nay bà mệt đó, rồi bà ăn uống không có nhiều á. Dạ. Mấy đứa con của anh Lĩnh. Chào con nha gái. Dạ. Chào con. Khỏe không? Con khỏe không? Dạ, khỏe. Ồ, khỏe. Ở đây là bé trai nữa nè. Chú chào con nha. Dạ. Con chào ông bà đi. Con chào. Ông bà trên mạng á. Chào ông bà. Chào ông bà. Hôm nay là anh chị là chưa đi, còn ở đây hả bà? Còn ở đây. Con có hai vợ chồng nhỏ thứ 8 rồi. Rồi ở đây còn mấy anh chị kia đi hết rồi. Đi hết rồi. Dạ. Yeah. Thường không? Hôm nay tụi con lại thăm coi bà sao rồi. Dạ. Với là mấy đứa nhỏ. Đây, đây là bàn thờ của anh Lĩnh ha bà ha. Dạ. Giờ đi đi vô trong đi bà. Đi đi vô trong. Mấy đứa nhỏ vô luôn. Đi vô thôi. Vô trong đi, cho bà vô đi, cho đỡ ồn. Người thì nói 36, người nói 37 đâu biết. Tuổi hình con rồng đó. Dạ. Sinh năm 88. Dạ. Thì giờ anh của anh Lĩnh đến hôm nay thì cũng không từng hai bà ha. Ở từng rồi. Từng rồi, đúng rồi đó. Làm từng. Dạ. Rồi hiện giờ là mộ phần của anh Lĩnh là xong hết chưa bà? Xong hết rồi, còn cái bia không à. Cái bia đặt bữa hai bữa nữa mới lấy. Dạ. Chỗ này là nè, tối là mấy bà cháu ngủ đây hả? Tối mấy bà cháu ngủ đây. Đây cái giường nè cả nhà. Nhà là không có cửa luôn. Cửa là không có. Không có luôn. Không có gì đó. Rồi mưa là bị dột hả bà? Mưa bị dột. Mưa dột ở đâu? Dột đây. Đó là bị lũ nó cộng tạt vô. Cái tường này cũng nứt nè. Dạ. Để coi cách nào mà để nói thợ sửa lại chứ mà để gì nguy hiểm quá. Nhiều cô chú nói là để gì có nhà có nít á, sợ lắm. Cái nít hai bên cho nó có thể là nó gớt xuống luôn đúng không? Còn mấy nay bà ngủ gì được không bà? Ngủ không được. Nhớ hạ như nằm cũng nằm chút xíu rồi gọi thôi vậy. Nhớ con. Thương quá cả nhà. Giờ còn có mấy bà cháu mà. Mấy đứa con có nhớ cha không? Có đứa nào thấy cha không? Kể chú nghe. Dạ, hồi tối bữa nay nè, con nằm ngủ con thấy con mơ, con thấy con thật vậy, con thấy cha nấu cơm với làm được ăn cho con ăn cơm. Trời ơi, cha nấu cơm. Chắc hàng ngày nhà chắc ba của mấy bé cũng hay nấu cơm cho mấy bé ăn hả bà? Dạ. Hôm nay là thấy ba về nấu cơm cho con ăn. Mấy đứa con học rồi có lên lớp không? Lên lớp. Có.
học rồi nè. Thắp hương à, thắp hương hả bạn? Thắp hương cho nó hương đi. Để đây thì chắc để tạm thời, bạn thờ anh để đây hả bạn? Nửa mới lấy nha. Con ghi bóng đèn thì được, bật bóng đèn lên chú con gái. Bóng đèn này cho sáng. Được rồi, còn thấp giờ mới ảnh miếng hương. Anh em sẵn đây mình cũng thay mặt ra khán giả Mạnh Thường Quân thì cũng thắp cho anh Lĩnh một nén hương. Còn nguyện cho linh hồn của anh được an nghỉ, phục vụ hộ cho gia đình người thân. Bà ngồi đi, bà đứng tội nghiệp rồi, bà ngồi đi bà. Bà ngồi đi, bà yếu quá. Mấy đứa con ngồi không đi, ngồi với bà đi. Uống bà cháu đó. Như khi mà cái hậu sự của anh Lĩnh mà xong hết rồi á bà, thì chi phí này kia rồi có đủ không bà? Có đủ để lo xây mộ, xây đồ á? Cũng thiếu à, cũng không có nhiều, thiếu vài triệu à. Vì khi mà vô nhà thờ đó mình có tốn chi phí gì không bà? Vô nhà thờ đó mình cũng xin lễ, mỗi lần mình xin lễ thì mình tốn 100-200. Dạ. Rồi đất là trong đó người ta hỗ trợ mình. Hỗ trợ. Rồi xây mồ đồ sao? Xây mồ thì nó xây tạm tiền. Tốn tiền nhiều không bà? Tốn 14 triệu. Rồi cái mẹ cái bia gì? Bia là 1 triệu nữa. Là 15 triệu. Vậy là bữa khi trong tang lễ thì chắc Mạnh Thường Quân giúp nè, rồi bà con đi viếng này kia chắc cũng đắp dưới đó là vừa đủ luôn. Tính ra xây mộ cũng tốn tiền nhiều. Khi mà xong hậu sự hết rồi giờ bà còn tiền không? Còn được vài trăm. Còn được cái vài trăm ngàn thôi. Dạ. Rồi bên mà cái người mà tai nạn với anh Lĩnh nè, cái người mà xe tông chưa, á chưa có gì hết, chưa nghe nói gì hết hả bà? Dạ. Là Lĩnh là trên đường là đi mua 3 con cua và cho mấy đứa nhỏ ăn thì con gặp nạn là bị xe 7 chỗ. Hôm bữa anh chia sẻ bên trưởng ấp để chia sẻ là xe 7 chỗ đụng bên phía công an thì cũng đang nói chung là chắc đang làm rõ sự việc á, cũng chưa có thông báo cho mình biết luôn. Dạ. Bên kia người ta có xuống nhà mình lần nào chưa bà? Xuống lần đầu tiên là ngày nó liệm á. Dạ. Có xuống. Là người đụng xuống luôn hả? Người chồng, người vợ không có xuống. À, vậy là nữ hả bà? Dạ, nữ. Lái xe là người nữ? Người nữ lái xe. Dạ, cũng có lợi chia buồn với gia đình mình rồi. Tội nhất là giờ còn 3 đứa nhỏ nè. Từ mốt mà biết bà sao nữa, biết sao mà lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Ở đây gần đây thì cũng đâu có bà con dòng họ gì nhiều hả bà? Dạ. Có mấy anh chị thì cũng đi làm hết rồi. Như hồi đó thì biết là cha ta nói lại thì ông bà mình hồi trước thì ở xứ nào đâu á. Mới đi về đây ở mới sinh sống rồi chứ không có dòng họ ở đây nhiều. Vì đây có người em, người chị bên kia đó bà. Dạ. Và bà bên kia đó là những chị em với bà. Dạ, người chị thứ hai. Tôi thứ tư. Dạ. Đường vào nhà mấy đứa nhỏ. Sao con gái? Dạ. Mấy nay có gặp ba không? Dạ, có bữa mà chôn cha con xong con cũng gặp cha con. À, con gặp sao ba? Con tối con ngủ thì con thấy cha con ôm con ngủ. Đứa nào cũng gặp cha hết. Rồi nãy bé nhỏ hồi nãy nghe nói bà nói là cái gì? Kêu đi bà nội đi ra ngoài mã lấy cha con gì đang ngủ với con. Trời ơi. Đứa nào kêu bà? Đứa nhỏ nè. Hai bé này thì nằm thấy ba, ngủ thấy ba, còn bé nhỏ. Cái nói chuyện gành rồi hả? Nói chuyện gành. Kêu bà ra nhỏ. Con trai. Nói chuyện với mấy chú nè con. Sao khóc rồi? Sao con? Khóc rồi. Khóc rồi. Nhớ bà. Đêm ban đêm có kêu bà. Nhắc bà. Có nhắc bà không bà? Nó nói thương cha nó quá à. Dạ. Mắt con rồi. Cái gì? Nó nói gì? Vô mắt con rồi kìa. Bộ vô mắt cái gì á.
đừng vui nữa. Kêu bà đó ra ngoài mộ á, chở nắp ra cho ba đi về. Tội nghiệp không có nhà. Nó chưa biết á, chưa biết ba mất luôn. Đừng nói dở nữa. Từ nhỏ là mẹ đã không có bên rồi, bây giờ ba cũng không còn nữa. Ba đứa nhỏ nữa. Là bé này là mẹ bỏ gốc me đó bà? Dạ. Gì bỏ gốc me hả? Dạ. Bỏ ngay đầm gốc me, tuốt ở thằng kia. Nhà mà không bỏ. Trước khi mà đi ra khỏi nhà thì bỏ đứa nhỏ này ở ngoài gốc me. Bỏ rồi cho hai chị em này nè. Rồi cái bà ở chủ nhà ở thằng đó đó kêu mày na em mày về đi. Mà na gì nổi. Con cái... lời đẳng con thấy em đã đẳng hả? Đó nó em... cũng đi luôn với nó. Rồi cái nó nói là con ở đây đi, mẹ đi chợ mẹ mua đồ một chút rồi mẹ về. Cho dạ. Đi luôn. Trời ơi. Bỏ hai đứa con luôn. Bỏ hả? Tội nghiệp đi trời. Hãy bỏ đi, đừng ẩm nó đi, đừng dắt nó đi. Rồi còn nói gạt nhỏ nữa. Ừ. Cũng may phước là bà chủ nhà ở gần khu vực đó biết cháu của bà mới đưa về đây. Gặp chứ... bà bán bánh, bà hai bà bán bánh á, bà mừng bánh bà bán. Gặp bà một người thằng này khóc, bà con này nó cũng khóc nữa, na không nổi á. Rồi nó khóc, rồi bà mới ẩm cái gì giùm. Người lạ ta ẩm đi luôn rồi rồi luôn rồi. Hồi đó ẩm đi là mất tiêu luôn, đâu có biết đường rồi tìm. Giờ bị lớn rồi đó, biết bao nhiêu, chắc bà cũng vất vả nhiều lắm luôn. Dạ. Bà lớn tuổi rồi, lên lĩnh đi làm. Nó làm quanh năm suốt tháng là không có ngày nào mà nào đuối quá thì mới nghỉ được ngày hai ngày thôi. Chứ mình hoài tới. Chơi nhà tới tính là 5 người, 5 miệng ăn. Đó, mà có một mình ảnh làm thì chắc cũng vất vả nhiều lắm. Đâu có đủ đâu vào đâu đâu. Bữa nghe nói bà nói là gì? Tới nỗi mà cứ khi mà bí quá hết gạo ăn luôn. Tội nghiệp không? Nghe nói tội nghiệp. Nhường cho ba đứa nhỏ ăn. Nấu cơm ăn lần thì không có đủ ha. Dạ. Rồi thôi để cho mấy đứa nhỏ nó ăn trước đi. Thắng mình thắng từ từ ăn sau. Dạ. Mấy đứa con đi học là được ngày nhiêu tiền? Bà cho nhiêu? Nhưng mà khánh khoản là được 10.000. À, đi học là được 10.000. Con cũng vậy luôn. Đứa được 10.000. Tính ra 10.000 là cũng ít á. Đứa giờ là 20, 30 không á. Mấy đứa nhỏ này có 10.000 hả? 10.000 chỉ mua được chai nước. Bịch bánh chai nước. Không có làm gì. Tại cha mẹ cũng khó khăn á. Mẹ không có, rồi cha đi làm vậy đó. Bây giờ bà còn có mấy trăm ngàn trong túi thôi, trời ơi, đương bà thôi. Thì Mạnh Thường Quân thì bữa thì giúp cũng được mấy triệu thôi, rồi cũng lây quay, cầm lưng hết chi phí. Bị người mất trả tiền thật, rồi tiền này, tiền kia. Nổi cái tiền, nó còn thấy tiền mà xây mộ này kia là 15 triệu rồi. Đắp vô đó. Tốn rất là nhiều tiền. Tốn tiền. Thôi sao mà, cái bữa mà trước khi mà đưa anh Động Quang ra khỏi nhà thì tôi còn đến cho tiền á, gửi một ít tiền á, thì gia đình nói là 3 giờ mới đưa anh đi, mà sao mà tới 3 giờ tôi còn quay lại thì đưa anh đi rồi là sao bà? 2 giờ mấy rồi lại là đưa đi mất rồi. Gần 3 giờ tôi còn lại là đưa mất. Đi sớm có hơi. Dạ. Ta chịu không được đó là đi sớm. Có hơi á hả? Bốc mùi vậy hả bà? Giống như chú quan tài á, quan tài mình sinh mà. Tài sinh. Dạ, nó cũng không có cứng, không có kín. Nên nó sợ cho nó bay mùi ra rồi nên là mới là gia đình bàn đưa anh đi sớm thôi mà. Sớm. Chứ con mấy người đậu tì á, mấy người mà trong cái hàng á. Dạ, làm lễ rồi. Dạ. Người ta nói. Người ta mà khiêng sớm sớm mà để lâu á thì sợ người ta khiêng người ta chịu không nổi. Ồ, thì như vậy. Bởi vì tụi con lại tính đưa tiễn ảnh đi á, mà lại thì lại không thấy ai nữa. Nên là tụi con về luôn. Rồi nhất là mấy đứa nhỏ thôi. Thì hôm nay tụi con đến thăm nè, rồi có những cái phần quà của quý nhà hảo tâm á, cũng liên hệ qua anh em nè, rồi gửi cho gia đình mình. Để cho bà lo cho ba đứa nhỏ, chứ mất là lo ba đứa nhỏ nè. Rồi hôm qua với chùa mới cho cho gì bà? Cho mì với cho bịch sữa với bao gạo. Oh. Cũng bên chùa thôi. Chùa
lại hoàn cảnh bà cháu. Bà sữa, mấy đứa nhỏ giờ có uống sữa không? Dạ, uống bé sữa. Con có uống không? Này, uống sữa. Giờ có sữa rồi đó, quên ấy cho sữa rồi kìa. Hôm nay có bánh hả? Đâu đâu lấy bánh ha. Đây có, hôm nay là có một bánh đại tình. Bánh để con về chia ra đây con. Chia cho em của chú Trần Tài Tình á, bữa đi chú Trần Tài Tình cũng gửi gạo cho mình á. Dạ. Rồi gửi tiền nữa thì hôm nay là chú gọi kêu là con mua bánh nè, chứ mua mấy cái này cho mấy bé. Dạ. Thương mấy bé lắm. Đây là món quà của anh Trần Tài Tình ha. Bên cạnh đó thì anh cũng mua đồ mì nè. Để đây, anh Trần Tài Tình là mua một thùng mì với lại 40 ký gạo bà. Dạ. Nó gửi cho bà, nghe nói hoàn cảnh mình nó ăn thương lắm. Con uống sữa, lấy sữa luôn đi con, đó sữa đó, chú mua đó uống đó, uống đi. 40 ký gạo. À, lấy ra cho em uống đi con. Xé ra đi, xé đại ra đi con. Sữa ra đi đại. Nhìn con uống cái nào đó, con lấy con uống đi. Uống này à? Xếp cái hộp ra cho em đi con. Bà thương ba đứa mua sữa hả? Thiếu vắng tình thương của mẹ. Tình thương mẹ. Hồi nhỏ rồi. Dài. Tới lớn mới có bay lớn rồi là cha rồi bị tai nạn mất. Con ăn thì con lấy ăn nha. Anh Tĩnh thì rất là thương con luôn. Nghe bà chia sẻ mà bà nói mượn tiền được 2 triệu à, đi mua mấy con cua về cho mua mấy trăm ngàn đó còn chưa có trả cho cái chú kia nữa. Trời ơi. Đi mua cua rồi giờ mất rồi giờ thiếu nợ người ta đó. Vì tính ra mà hậu sự xong rồi là bà chi phí bà trả cái hết tiền luôn rồi. Ừ, tiền cua là chưa tiền mà mượn mua cua tiền mượn chưa trả. Trời ơi thương bà cả nhà. Không đủ tiền để trả luôn hả bà? Dạ. Bà nói giờ còn mấy trăm ngàn mà. Mà giờ mấy bé này nó nghỉ hè hả bà? Nó mốt vô học, vô học rồi biết sao đây. Vô học rồi phải tốn tiền nữa rồi đó. Đây, mấy con có không? Con có sữa thì con mừng không? Mừng không? Mừng không? Mừng không? Có gửi lời cảm ơn chú Trần Tài Tình không? Dạ. Uống đi con uống đi. Đường rồi cả nhà. Uống đi, mắc cỡ kìa, mắc cỡ. Mấy chú nhìn mắc cỡ rồi. Đây, hai con gửi lời cảm ơn đến chú Trần Tài Tình đi. Con cảm ơn chú Trần Tài Tình đã hỗ trợ nhà con vậy. Ồ, giỏi. À, thì bây giờ chắc anh em cũng hay được danh sách với nhà hảo tâm á, cũng gửi cho bà được ít tiền á bà. Dạ. Để bà lo cho mấy bé ha. Thì đầu tiên thì có những cái phần quà yêu thương của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng gửi cho gia đình mình ha. Và tiếp đó thì có chị Ngọc Châu ở Sài Gòn thì có gửi cho gia đình mình là 500 ngàn. Dạ. Tiếp đó thì có cô Nhung ở quận 6 hỗ trợ cho gia đình mình là 1 triệu đồng. Dạ. Tiếp nữa thì có anh Nguyễn Trường Hợp hỗ trợ 1 triệu đồng. Dạ. Một Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ là có liên hệ qua con. Dạ. Gửi một cái số tiền cũng giống như là hoạt động ở bên đó mà gửi cho gia đình mình được một số tiền cũng tương đối cũng lớn đó bà. Dạ. Có chị Yến nè là hỗ trợ 200 đô 200 đô la Mỹ. Dạ. Tiếp đó thì có chị Thanh Quế hỗ trợ 100 đô la Mỹ. Dạ. Anh Hưng Phú hỗ trợ 20 đô la. Dạ. Bé Lan hỗ trợ 100 đô la. Chị Ánh hỗ trợ 100 đô. Nó là tổng số tiền mà tiền đô thì được là 520 đô. À, 520 đô thì con đổi ra được là 13.215.000. Dạ. Yeah. Chứ cộng cái số tiền mà nãy con đọc ở trên nữa thì được là 15.715.000. Dạ. Yeah. Rất là mừng cho gia đình. Mà mình Quân xem thì rất là thương. Bây giờ con cũng gửi cho bà luôn ha. Gửi cho bà mừng. Vậy là đây là mẹ của Hoàng Lĩnh cũng gửi lời cảm ơn mấy anh mấy chị Mạnh Thường Quân ở bên đó tận tình giúp đỡ. Cũng thành thật cảm ơn nhiều. Đến mà khi nghe bà nói còn có mấy trăm ngàn trong túi mà
không biết là thời gian tới thì sao nữa. Thì hôm nay con gửi cho bà 15 triệu 700 15 nghìn. Dạ, em xin phép mình mua người gửi số tiền này đến cho gia đình luôn. Dạ, con biến ha, rồi con biến rồi con gửi cho bà ha. 15 triệu 700, bây giờ con đưa trước cho bà 720 ngàn trước ha. Đi. Trước cái lại ngàn nè, con đưa 20 nè, rồi với lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là 715 ngàn ha. Rồi bây giờ còn lại là 15 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Là 5 triệu thôi ha. Giờ đây là còn một cặp này là 10 triệu. Đó thì bây giờ điểm luôn hay sao ta? Dạ dạ, điểm luôn. Điểm luôn ha. Điểm luôn. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 5, 6 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 triệu. 1, 2, con gì hôm nay? Con ghê gì? Con gì ghê vậy? Dạ. Yeah. Con có con gì á? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 triệu. 9 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, tổng số tiền là 15 triệu 700. 15 ngàn. Con đưa vào là 20 ngàn á. Thì qua video thì thật sự không biết nói gì hơn nữa ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý mạnh thường quân, quý nhào tâm, cũng như là đã xem được cái hoàn cảnh của gia đình của anh Lĩnh qua kênh của anh em, thì cũng gửi những cái tình thương này giúp cho gia đình của bà cùng với ba đứa cháu trong cái giai đoạn khó khăn này. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. 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 Giờ cũng hết biết nói gì rồi. Bà mừng không? Dạ mừng. Mừng ha. Dạ. Thực sự một số tiền cũng tương đối lớn á, để trong cái lúc này là bà mà cũng còn nữa nghe ba, còn chưa hết. Dạ. Còn qua anh em thì cũng còn chút ít nữa để gửi cho bà nữa. Dạ. Okay. Dạ thì tiếp theo nữa thì hỗ trợ gia đình của anh Lĩnh 37 tuổi. Dạ. Cùng ba đứa con ở đây với bà ở đây ha. Dạ. Thì đầu tiên là có chị Kiều Nga ở Cái Găng là hỗ trợ là 300 ngàn. Dạ. Chị Ánh Hồng là hỗ trợ 150 ngàn. Dạ. Chị Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh là hỗ trợ là 500 ngàn. Dạ. Tổng cái số tiền mà tổng cái số tiền là được 950 ngàn. Thì cũng gửi cho bà đây ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 950 ngàn hả bà? Dạ. Ừ, 950 ngàn nữa. Thì cảm ơn thì... ông bà, anh chị em đó, tận tình giúp đỡ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Mọi người ít chung tay lại á bà. Trước đó thì qua kênh của Minh Quận ha, thì cũng có ít tình thương của Nhạo Tâm á, cũng gửi luôn cho anh bạn. Thì anh em đi đến đây chia sẻ thì cũng có chị Nguyễn Liên ở bên Mỹ, thì thấy hoàn cảnh của bà với ba cháu đây. Dạ. Cũng đồng cảm yêu thương thì cũng gửi cho bà ít tấm lòng là 50 đô thì đổi ra được 1 triệu 250 ngàn. Thì hôm nay thì anh em cũng đến đây thì cũng
hai mặt gì gửi cho bà luôn. Dạ. Gửi cho bà. Điểm luôn. Điểm. Dạ, 1 triệu. 200. 50 ngàn ba. 1 triệu 250 ngàn. Dạ. 1 triệu 250 ngàn. Cảm ơn anh chị và Mạnh Thường Quân rất tận tình giúp đỡ vậy không? Dạ. Dạ. Số tiền thì cũng tương đối lớn cả nhà, cũng giúp cho bà trong lúc khó khăn này. Rồi mấy con ra cảm ơn ông bà nè, cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn ông bà đã giúp tụi con có tiền để đi học. Giỏi. Giỏi. Giúp cho bà có tiền rồi cho tụi con đi học đúng không? Ráng học giỏi ha. Để lớn rồi lo cho bà. Ở trong đây thì rất là nóng, cả nhà rất là nóng. Sao vậy bé nhỏ, sao vậy, buồn ngủ hả? Cho nằm đi. Cho em nằm đi con. Nằm đi con. Bật quạt em nằm đi. Có bệnh gì không bà? Bệnh hồi sáng tới giờ. Nằm xuống đi con. Không biết luôn. Vậy là bé bị bệnh hả bà? Dạ. Nó mệt, nó ngồi nhiều nó mệt. Bắt quạt cho em con. Thường không? Nói. Bị ói hả bà? Ăn không tiêu hay cái gì đó rồi. Thương quá, thì có gạo nè thì bà để dành ha. Dạ. Có gạo mì nữa nè, cũng anh dành người tình cũng gửi thêm. Thì qua video thì cũng không biết nói gì hơn nữa. Dạ. Cũng thay mặt bà và mấy cháu thì gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng thương gia đình của bà. Khi mà anh Lĩnh mất rồi thì cũng chung tay lại để giúp đỡ cho bà, lo cho mấy bé. Dạ. Thật sự thì cũng không biết nói gì nữa cơ nhỉ. Giờ là chỉ biết cảm ơn, biết cảm ơn thôi. Dạ. Rất là mừng cho gia đình rồi. Khi mà anh em nhận được số tiền, nhận được số tiền thì rất là mừng luôn, cũng cấp tốc đến đây cũng như được gặp gia đình để trao cho gia đình. Dạ. Bà cố gắng nha bà, cố gắng lên. Nghe nói bà thì cũng mệt rồi, mới xỉu ngày hôm trước nữa, cố gắng như vậy. Xỉu ngày hôm qua. Hôm nay là để coi tổng cái số tiền mà anh em con gửi cho bà được bao nhiêu ta? 15 triệu 7 nè. 15 triệu 7. 15 triệu 7 quận nè. 15 triệu. 16 triệu. 17 triệu. Gần 18 triệu. Dạ. Gần 18 triệu. Gửi cho bà. Cho bà cố gắng nha, cố gắng lên. Tụi con cũng xin phép tụi con về. Vậy đây cảm ơn ba chú Mạnh Thường Quân nhiều lắm nha. Tụi con là kết nối thôi, Mạnh Thường Quân mới gửi tiền giúp cho bà. Dạ. Tôi cũng không biết chung. Dạ, và cảm ơn ba chú Mạnh Thường Quân. Thì đợt hổm thì cũng có nhờ anh Khanh với lại anh trưởng hấp ở khu vực ở đây thì cũng cho là anh em biết được cái sự việc của gia đình đó, thì cũng giới thiệu đến đây để đến chia sẻ hoàn cảnh của bà. Ở cái mấy cái clip đầu thì anh em thì cũng hỗ trợ cho bà được một số tiền để cho bà trang trải trong cái lúc mà khó khăn đó. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục Mạnh Thường Quân giúp cho bà có thêm một cái số tiền nữa. Thì cũng cảm ơn mấy anh đó rất là nhiều luôn ha. Cảm ơn tận tình đó. Bị việc không biết đứng ra và chia sẻ cái hoàn cảnh nhưng của mình. Nhưng mà vậy cũng không biết mà nói làm sao cho nhiều hơn nữa. Dạ. Cảm ơn anh trưởng ấp nè, anh Khanh. Ở địa phương thì cũng nhờ em hỗ trợ cho gia đình. Dạ. Kết nối anh em mình á. Dạ. Nhờ mấy ảnh là cho hay tin cấp bách á. Dạ. Tại vì anh Lĩnh thì bị tai nạn giao thông. Nó quá bất ngờ đi. Rồi mấy ảnh thì cũng liên hệ liền và chỉ cái địa chỉ cho anh em xuống đây để hỗ trợ cho bà với là ba đứa cháu đây. Nhờ vậy mới Mạnh Thường Quân rất là mừng luôn. Ngày hôm nay anh em thật sự là rất là mừng nhận được số tiền rồi. Vậy là cũng mang trao cho gia đình ông cán bộ đó luôn. Dạ. Dạ. Nhờ mấy ảnh đứng ra và chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình đó bà. Dạ. Hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh của bà là khổ nhất. Cái này là tôi khổ thiệt tình mà khổ. Khi mà con gặp anh Trương Áp thì anh chia sẻ là trong cái khu vực ở đây là có mười mấy hộ thuộc dạng khó khăn, nhưng mà hộ của anh Lĩnh ở đây là thuộc dạng khó khăn nhất. Chỉ có duy nhất là một hộ của anh Lĩnh đây là hộ nghèo luôn. Đặc biệt là khó khăn. Bà cột tiền lại đi, bà cầm mỗi tay cột tiền lại đi bà. Tiền bà cất kỹ ha, rồi để dành cần cái nào cần thiết thì mình dùng. Thương mà khi mà xong rồi thì cũng hết tiền, may mắn là có Mạnh Thường Quân thôi nè. Bà là bây giờ còn chăm sóc mấy đứa nhỏ đó, còn một cái chặng đường rất là dài nữa, chăm sóc nó lớn. Học
tới tuổi 18 tuổi nó mới đủ tuổi để mà đi làm, thì bà bây giờ bà mới chăm sóc thêm khoảng 10 năm nữa, 10 năm nữa thì tụi nó mới lớn mới lo lại cho bà được. Cũng mong là qua những video anh em chia sẻ nè, thì cũng mong chính quyền cũng như là cơ quan chức năng á, thì cũng khi mà cái việc sự việc tai nạn xảy ra thì cũng để mai mốt á thì có cái thông tin sớm nhất để cho bà biết, để coi tôi có hỗ trợ được gì cho mấy bé hay không. Thứ ba bé thì cũng mất rồi đó, thì bây giờ thì cũng hơn tuần rồi chưa nghe gì hết. Dạ, tôi nghĩ thì chắc bên kia cũng phải lo lắng cái gì đó cho mấy bé. Quà sao bà lo nổi, mà ở nhà thì cơm nước rồi mấy bé đi học này kia vậy thôi, chứ giờ tiền chi phí là thấy bà lo không được rồi đó. Tội nghiệp mà bà cũng lớn tuổi rồi. Sau khi mà cái sự việc mà anh Lĩnh bị tai nạn mất á, rồi bà có muốn là người ta sẽ hỗ trợ để giúp cho mình cái gì không bà? Không thích nói gì hết trơn. Người ta tính sao thì mình chịu vậy ha. Tính sao tôi chịu vậy hết trơn. Chứ không có đòi hỏi gì hết. Chuyện nó cũng xui rủi nó xảy ra rồi đúng không bà? Dạ. Bà thường không? Bà cũng cố gắng để vượt qua khó khăn này. Thì cũng cố gắng nhiều, Mạnh Thường Quân cũng yêu thương, giúp đỡ. Nhờ Mạnh Thường Quân này giúp đỡ là nhiệt tình, tôi cảm ơn chú lắm rồi đó. Dạ. Rất thật sự. Cái ngày bình thường mà mình thiếu, cái chừng thiếu trước hụt sau, cái chừng 200-300, 1 triệu đi mượn còn chưa chắc thì có nữa. Mà ngày hôm nay thế, Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà được một số tiền như vậy đó, để cho mình có cái động lực á bà, để tiếp tục chăm sóc cháu ha. Rất là nhiều người thương. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ khi mà thấy được cái hoàn cảnh của anh Lĩnh mất gì là bỏ mấy đứa con, rồi bà lớn tuổi nè, rồi đầu đi vận động. Đó, rồi điện qua liên hệ qua anh em nói là được 520 đô, thực sự rất là mừng luôn. Tại số tiền trên 10 triệu rồi. Nếu không có Mạnh Thường Quân giúp như vậy thì đâu có được số tiền lớn như vậy. Như vậy là ở bên Mỹ là mấy cô đó là vận động ở bản hả? Người 100 đô, 200 đô hồi nãy có đọc danh sách đó. Rất là một cái tình thương rất là nhiều luôn, rất là quý mình luôn. Anh Trần Tài Tình nữa nè, khi bữa cũng như hỗ trợ gần nay tiếp tục anh em đến cũng mua gạo, nghe bà nói không có gạo đó. Nó ăn mua gạo này mừng dữ lắm rồi mà không biết nói sao mà nói nữa. Rồi nó có gạo và mừng, gạo là quý nhất rồi đó. Chứ ở đây chắc con nghĩ từ lâu lâu chắc cũng mới người ta cho này kia chắc được mới được một bao. Nhằm khi tháng với 2 tháng thì nhà thờ cho một bao. Rồi chính quyền có cho. Lâu lâu chắc cũng có cho, tại bà này cuộc diện khó khăn mà. Chính quyền là cũng tháng nữa tháng. Chắc ai cho từ thiện gì là chắc cũng dành cho bà một phần ưu tiên ha. Dạ. Cả nhà rất là mừng. Thôi giờ mấy con có gửi lời chúc nào đến ông bà Mạnh Thường Quân không? Dạ con chúc kết ông bà Mạnh Thường Quân luôn khỏe mạnh. Làm ăn sao? Làm ăn phát tài. Phát lộc. Có nhiều tiền để tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ha. Hai bé rất là hiền nữa. Còn bé kia thì còn nhỏ quá. Thường quá cả nhà. Bây giờ con chào bà ha, con về để cho bà nghỉ ngơi. Mấy chú. Dạ, bà cất tiền cẩn thận ha, bà cất tiền nha. Nhà không có cửa nè. Không có cửa nẻo gì hết. Cẩn thận. Bị gì mắt mới mổ hơn người ta không? Dạ. Kìm lại phải khóc về cái thì bắt đầu mới nhức. Khóc nó đau. Rồi giật mấy bữa rồi bà khóc nhiều quá ha. Ăn uống để giữ sức khỏe. Khóc nhiều quá. Lo cho ba đứa nhỏ nữa. Dạ đi đột ngột quá. Đâu có chấp nhận nổi cái nỗi đau này đâu. Hàng ngày đi làm kiếm tiền lo cho bà, giờ ngã ngang cái mọi sự mà nặng nhọc thì đều gánh lên vai của bà hết. Bữa giờ chắc đâu có ai mà cho một lần, Mạnh Thường Quân cho một lần mười mấy triệu vậy hả bà? Gần 20 triệu, 18 triệu. Có cho vài trăm ngàn rồi, cho ít ha, vài triệu. Hôm nay được số tiền cũng tương đối lớn rồi cả nhà, mừng cho bà. Bây giờ con chào bà. Mừng dữ lắm rồi. Không biết nói gì nữa. Dạ, bà gắng dành sức khỏe nha. Dạ. Nhạc có đẳng quá trời. Quá trời nhạc. Cái nhạc đẳng ca mà không biết cơ sở có dính ban quyền hay không nữa. Thì đến đây thì cũng trao những cái phần quà, những cái tình thương đến từ quý Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình rồi đó. Đây, nhà của bà đây nè. Rất là nhỏ, nằm ở dưới mé sông luôn. Cũng đã gửi cho gia đình
tiền đến tận tay cho bà, và để cho bà có cái chi phí mà xây sở, thì số tiền cũng khá là lớn. Thì đến đây cũng xin chúc, xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả quý nhỏ tâm, quý mạnh thường quân đã luôn cùng đồng hành với anh em, chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn, giúp những cái hoàn cảnh khó khăn vượt qua trong cái nỗi đau. Thì em cũng xin kính chúc quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn có thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại ạ.